ngày hôm sau. Xuống đây. Chết, giờ hớ đây, hôm qua ship không có xe, chưa trả tiền. Không biết xe cộ có làm sao không, bao mưa hốt mình chết sợ. Sao đây hả anh? Xuống xe mày, xuống đây tao bảo. Nhưng mà xe có vấn đề gì hả anh? Mày có xuống không? Vâng, để. Xuống đây. Sao đây hả anh? Sao đây hả anh? Xuống đây. Xe lỗi sao hả anh? Anh lỗi thì anh trả em, anh đã trả tiền em đâu. Mày bán cho tao cái kiểu gì mà tao đi thịt quang quan 12 giờ em về vợ chửi. À, thế bây giờ em biết làm nào? Ôi, anh nói đùa mày đi ơi. Anh qua trả tiền. À, vâng. Có anh bao nhiêu nhỉ? Có anh 5 triệu thôi. Em giảm anh 5 triệu thôi đây. Đây, anh gửi nhá. Vâng, triệu nhá. Có 10 nghìn. Vâng. Em xin ạ. Này, em bò cho có 10 nghìn. À, em có nói gì đâu. Mày có xe nào mà mới giới thiệu cho anh chưa? À, vâng.